Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Video hôm nay mình xin chia sẻ về vấn đề là visa Tokutegino muốn chuyển việc về Việt Nam để lấy Nenkin. Thì dạo gần đây mình thấy là mọi người đang muốn trong thời gian chuyển việc thì có rất nhiều bạn muốn về Việt Nam để nhận lại Nenkin. Thì mình sẽ chia sẻ một số vấn đề các bạn cần lưu ý ha. Thì trước hết điều kiện để mà nhận Nenkin là các bạn phải cắt địa chỉ. Thì địa chỉ thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể ra si trực tiếp để người làm thủ tục, hoặc là các bạn có thể làm thủ tục online nếu như mà các bạn có thẻ cứng My Number ha. Thì mình sẽ nói sơ về cái thủ tục cắt online là như thế này. Các bạn phải có điện thoại smartphone á, thì các bạn tải cái Upbri, cái ứng dụng đó về, rồi sau đó các bạn vào page của si cư nơi mình sinh sống á, thì các bạn nhấn vào nút là ten sutsu todoke no online shinse. Thì sau khi nhấn nút này á, thì các bạn sẽ được đưa đến một màn hình, rồi các bạn chỉ điền đơn làm theo hướng dẫn thôi ha. Thì tiếp theo là các bạn mở phần mềm để đọc cái thẻ cứng My Number này ha. Sau đó thì các bạn xác nhận lại thông tin và gửi là bấm xô xin thôi. Rồi cuối cùng thì các bạn đợi mail người ta xác nhận là hoàn thành thủ tục, như vậy là xong, rất là đơn giản ha. Thì bạn nào không biết thì có thể nhắn tin hỏi mình, hoặc là một bài sau đó mình sẽ chia sẻ về cái việc cắt online này, nó rất là tiện lợi ha. Thì sau khi cắt địa chỉ rồi á, thì các bạn về Việt Nam để nhận Nenkin thì thường là từ tầm khoảng 3 tháng trở lên. Tuy nhiên á, có một số lưu ý mà mình muốn chia sẻ, bởi vì dạo gần đây á, có nhiều người, rất là nhiều người gặp rắc rối là do visa Tokutegino, rồi các bạn chuyển việc rồi về Việt Nam nhận Nenkin, rồi sau đó quay lại Nhật á, thì công ty cắt hợp đồng các kiểu, rồi không xin được công ty mới các kiểu, rất là nhiều kiểu ha. Nên là mình chia sẻ để mong mọi người suy nghĩ cho cẩn thận ha. Thì các lưu ý như sau. Đối với visa Tokutegino này á, sau khi các bạn nghỉ việc ở công ty cũ á, thì trong vòng 3 tháng các bạn phải tìm được công ty mới, rồi ký hợp đồng và làm thủ tục đổi visa mới thì mới duy trì đúng tư cách lưu trú nha. Rồi nếu mà các bạn không duy trì đúng tư cách lưu trú á, thì dù visa của các bạn còn hạn nhưng mà sau này rất là khó gia hạn visa ha. Đó. Hơn nữa đó, có nhiều bạn hiểu rất là sai lầm về visa này. Các bạn cứ cho rằng là visa Tokutegino này á, nó giống với visa kỹ sư hoặc là giống visa siêu, nhưng không phải như vậy đâu. Cho dù các bạn còn thời hạn, visa của các bạn còn thời hạn mà bạn nghỉ việc á, thì vẫn phải làm thủ tục xin visa mới ở công ty mới giống như từ đầu nha. Đó, cái vấn đề này các bạn thường hay bị sai lầm, nên là mọi người lưu ý, mình xin nhắc lại là đối với visa Tokutegino thì sau khi các bạn nghỉ việc, các bạn tìm được công ty mới thì trong vòng 3 tháng phải làm thủ tục thay đổi visa, xin visa mới ở công ty mới giống như lúc đầu nha. Đó, các bạn lưu ý ha. Các bạn không có thể chuyển việc và giữ nguyên thẻ gai như là visa kỹ sư hay là visa đi siêu được ha. Bởi vì như thế nào? Bởi vì trên thẻ gai người ta có ghi rõ là các bạn chỉ được làm đúng tư cách đã chỉ định thôi, mà tư cách đó đã chỉ định đó được dán kèm trong hộ chiếu của các bạn, thì tức là các bạn chỉ được làm ở công ty đã xin visa cho bạn thôi. Thì tên công ty đó có được ghi trên cái giấy dán trên hộ chiếu, cái giấy nhỏ nhỏ đó, người ta gọi tiếng Nhật giấy đó gọi là shiteisho ha. Đó, thì đó là cái hiểu lầm, cái hiểu sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải, nên là mình chia sẻ để mọi người lưu ý nhé. Rồi, hoặc là có nhiều bạn nghỉ công ty cũ, thấy thẻ còn hạn nên là cắt địa chỉ về Việt Nam lấy Nenkin 3 tháng rồi quay lại. Nhưng mà các bạn có biết không, là cái công ty cũ là người ta đã báo cục là bạn nghỉ việc trong vòng 14 ngày rồi ha. Nên là lúc đó mà bạn chỉ có 3 tháng thôi thì không có xin được công ty mới thì không có duy trì được tư cách lưu trú đâu, bởi vì cục đã biết rồi ha. Đó, nên là sau khi về thì các bạn quay lại Nhật thì có thể tái nhập cảnh được nếu mà visa còn hạn. Nhưng mà sau khi quay lại thì các bạn phải mất thời gian để tìm công ty nữa nè, người ta phỏng vấn các bạn các kiểu. Rồi là hơn nữa đó,
đối với visa tuột Cupertino này á, thì khi nộp đơn á, để xin visa cho các bạn á, tùy ngành nghề mà hồ sơ sẽ khác nhau, rồi phải liên quan đến nhiều nơi nữa, nhiều cục, nhiều bộ nữa ha. Mình ví dụ như thế này. Ví dụ là visa Tocutegino ngành xây dựng đi, thì công ty xây dựng đó là phải có giấy phép của bộ xây dựng nè. Rồi trước khi nộp đơn cho cục á, thì công ty đó phải xin xác nhận của bộ xây dựng rồi cho các bạn, cho mỗi cá nhân á, ha, gọi là carry up system đó. Đó, thì sau khi mà đổ giấy xác nhận đó của bộ xây dựng rồi thì mới được nộp đơn xin visa cho các bạn ở cục, thì cũng hơi mất thời gian nữa, nên là mọi người lưu ý ha. Hoặc là có một số bạn á, nói dối với công ty là nghỉ luôn về Việt Nam, thì lúc đó đó công ty á, báo cục á, là các bạn đã nghỉ luôn về Việt Nam rồi, nên mà khi các bạn về lấy năng kinh rồi á, các bạn quay lại Nhật á, thì có thể là lúc mà đổi visa thì có thể là cục sẽ suy nghĩ là hơi bị mâu thuẫn, bởi vì trước đó là người ta đã báo các bạn về Việt Nam nghỉ luôn rồi, nên là thì có thể là gặp rắc rối trong cái lần xin visa tiếp theo đó, nên là mọi người lưu ý nhé. Hoặc là nhiều bạn xin được công ty mới rồi và công ty mới đang làm giấy tờ cho các bạn, thì trong lúc chuẩn bị giấy tờ thì các bạn là muốn đi về Việt Nam, nhưng các bạn lưu ý là khi mà nộp hồ sơ thì trong lúc nộp hồ sơ và lúc nhận kết quả, tức là nhận thẻ gai thì các bạn phải ở Nhật mới được ha. Đó là những cái lưu ý mà mọi người cần phải cân nhắc. Và mình thấy có nhiều bạn là lúc mà xin công ty là tìm được công ty rồi, xong xin công ty là bây giờ về Việt Nam để nhận Nenkin, thì lúc đó đó công ty cũng đồng ý, nhưng mà sau đó các bạn quay lại thì có thể là do là công ty đã có một cái hướng đi khác hoặc là tìm được người khác rồi thì người ta không nhận nên không làm giấy tờ cho các bạn nữa. Nên là mọi người lưu ý cân nhắc thật là kỹ trước khi về Việt Nam để nhận Nenkin. Thì nhận Nenkin đó thì hiện tại là bây giờ chỉ nhận được tối đa là 5 năm thôi, nên là ai cũng muốn tranh thủ để nhận. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn làm lâu dài ở Nhật và các bạn nếu mà chắc chắn mình không có gặp rắc rối gì thì các bạn về Việt Nam nhận Nenkin ha. Còn mà rủi ro quá thì các bạn nên cân nhắc kỹ lại ha. Thì mình xin chia sẻ thông tin như vậy, mong rằng sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, và nếu mọi người thấy video có ích thì mong mọi người hãy nhấn theo dõi kênh để ủng hộ kênh YouTube của mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.